Công ty diệt virus kiếm hàng chục triệu đô la Mỹ. Hãng Avast bị tố thu thập thông tin người dùng công cụ diệt virus cùng tên, rồi sau đó bán kiếm tiền. Đích thân CEO mới của Avast thừa nhận, doanh thu từ bán dữ liệu cá nhân người dùng chiếm 5% tổng thu nhập công ty. Điều đó có nghĩa Avast kiếm được 21,3 triệu đô la Mỹ từ bán thông tin trong nửa đầu năm nay, do doanh thu của hãng đạt mức 426,8 triệu đô la Mỹ, doanh thu năm ngoái là 811,5 triệu đô la Mỹ, suy ra hãng kiếm về 40,5 triệu đô la Mỹ từ bán thông tin người dùng. Goladimedia Palen, nhà phát triển AdBlock Plus, một trong những công cụ chặn quảng cáo phổ biến nhất trên trình duyệt Google Chrome và Mozilla Firefox, hồi đầu năm tiết lộ các extension do Avast phát triển đã âm thầm thu thập dữ liệu người dùng như địa chỉ website, tiêu đề trang web, trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành và nhiều dữ liệu khác. Đầu tháng này, Goladimedia Palen chia sẻ thêm một số phát hiện của mình, đồng thời yêu cầu Mozilla và Google cấm công cụ của Avast tích hợp vào trình duyệt. Firefox trước đó đã thực hiện việc này trong khi Google còn lưỡng lự. Trong cuộc phỏng vấn với Fox gần đây, CEO Avast Andres thừa nhận, công ty đã thu thập dữ liệu người dùng và bán cho bên thứ ba, tuy nhiên nhấn mạnh quá trình này hoàn toàn ẩn danh. Theo đó, dữ liệu được phần mềm Avast thu thập không thể truy ngược lại người dùng, bởi công ty có hệ thống riêng giúp loại bỏ thông tin danh tính khỏi tệp dữ liệu. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ phía Avast. Việc có loại bỏ hay không chưa được xác thực. Avast cho biết hãng sử dụng công cụ giám sót ẩn danh thông tin thu thập trước khi bán chúng cho nhiều khách hàng. Andre VLC khẳng định khách hàng đó không phải là công ty quảng cáo. Theo số liệu của Avast, hiện số khách hàng toàn cầu của hãng đã vượt qua con số 435 triệu người.